Ngày 4 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thanh, 43 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, để điều tra về tội giết người. Nạn nhân là phụ nữ, 48 tuổi, ngụ ấp Tân Thạch, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc. Nơi xảy ra vụ án mạng là nhà của nạn nhân. Trước đó, khoảng 2 tháng, người phụ nữ này quen biết với Thanh và hai người kết thân bạn bè. Sau đó, Thanh về nhà người này ở xã Tân Thạch để sinh sống. Đến rạng sáng ngày 30 tháng 4, khi Thanh nhắc lại chuyện cũ, giữa Thanh và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Thanh đã dùng dao chém nạn nhân thành nhiều nhát, khiến nạn nhân này tử vong. Qua điều tra ban đầu, Thanh khai, cách ngày xảy ra vụ án khoảng một tuần, nạn nhân trúng số nhưng không cho tiền mà còn đuổi Thanh ra khỏi nhà. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, tình hình sạt lở, sụt lún diễn ra nghiêm trọng tại tỉnh Cà Mau, khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Nhiều công trình giao thông và khu vực dân cư đã bị biến dạng, hư hỏng do sụt lún gây ra. Còn chính quyền địa phương và các nhà khoa học thì đang tập trung nhiều giải pháp để ngăn chặn sạt lở, đảm bảo an toàn cho khu dân cư. Sau đây là hình ảnh ghi nhận của phóng viên. Huyện Trần Văn Thời cùng với huyện Thới Bình, huyện U Minh và một phần thành phố Cà Mau được quy hoạch là vùng ngọt hóa sản xuất lúa, cây ăn trái của tỉnh Cà Mau. Riêng phần diện tích đất tự nhiên hơn 70.000 ha của huyện Trần Văn Thời, người dân sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa. Mùa mưa năm nay kết thúc sớm, hạn hán gay gắt làm nước tại các con sông nơi đây xuống thấp, rút nhanh. Theo các chuyên gia, việc sụt lún xảy ra ở huyện Trần Văn Thời trong tiểu vùng 3 mang một đặc thù rất riêng, rất khác. Vào những năm 2015-2016, khi kỷ lục về khô hạn cực đoan dẫn tới xâm nhập mặn rất lớn xảy ra trên toàn đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, sụt lún, sạt lở chỉ xảy ra ở huyện Trần Văn Thời. Đến mùa khô năm 2019-2020, vấn đề này lại tái diễn với hơn 1.000 điểm sụt lún, sạt lở với tổng chiều dài 25 km tại đây. Khi mà nắng nóng kéo dài, xảy ra hiện tượng là bốc hơi, nó mất cái độ ẩm, tức là làm mất các cái liên kết của các cái của đất, làm giảm cái sức kháng và sức chịu tải của đất. Thì khi đó thì bắt đầu nó xảy ra phát triển các vết nứt, các cái rãnh sâu của công trình thì nó dẫn đến hiện tượng là lún sụt. Thì cái việc này nó rất đặc thù. Việc sụt lún, sạt lở tại Cà Mau nói chung và huyện Trần Văn Thời nói riêng không chỉ xảy ra vài năm trở lại đây mà đã có từ hơn 10 năm trước. Tỉnh Cà Mau đã rất chủ động trong các nghiên cứu, các giải pháp để phòng tránh sạt lở bờ biển, bờ kênh, rạch. Cà Mau là nói chung là không có nguồn nước ngọt bổ sung từ hệ thống sông Hậu, sông Cái Lớn Cái Bé là chưa có. Thành ra là phải trữ nước tại chỗ, chủ yếu là sử dụng nước mưa. Và cũng kiến nghị với Bộ Nông nghiệp là sớm hoàn thiện cái giai đoạn 2 của hệ thống sông Cái Lớn Cái Bé để có thể hỗ trợ nước ngọt khoảng một tháng rưỡi để dẫn về Cà Mau trong cái mùa khô này. Thì để cho chúng tôi đảm bảo có cái nước sản xuất cũng như cái sinh hoạt cho bà con ở cái vùng ngọt quá của Cà Mau. Theo ước tính, hiện nay mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long mất khoảng 500 hecta do sạt lở, sụt lún. Nếu không có các biện pháp xử lý thì việc khu vực châu thổ phía cực nam của Tổ quốc sẽ bị nhấn chìm trong nước biển do nhiều tác động từ sạt lở, sụt lún là điều không thể tránh khỏi. Theo đại diện tỉnh Cà Mau, chính quyền địa phương các xã của huyện Trần Văn Thời đang ráo riết thực hiện việc gia cố, che chắn, đắp lại các tuyến đường bờ bao sung yếu cạnh các con sông, kênh rạch, hạ tải trọng trên các tuyến đường gần kênh sông. Trước mắt, những nơi sạt lở sụt lún nhỏ, ít, thì huyện khắc phục ngay, chỉ đạo cho xã, thị trấn, huy động lực lượng tại chỗ, khắc phục ngay, tạo điều kiện lưu thông bình thường đối với xe mô tô. Những nơi sạt lở sụt lún lớn nhiều không có khả năng khắc phục ngay thì huyện làm cảnh báo rào chắn. Ngoài ra thì còn tiến hành hạ tải các cái đường giao thông, cắt tỉa các cái cây
có khả năng gây ra cái nguy cơ sạt lở sụt lún. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời gian tới mực nước trên các con sông, kênh rạch tại Cà Mau sẽ tiếp tục xuống thấp. Đầu mùa mưa sẽ có một đợt sạt lở, sụt lún tiếp theo. Do đó, người dân cùng chính quyền địa phương huyện Trần Văn Thời nói riêng và Cà Mau nói chung cần phải cẩn trọng hơn trong đi lại, sản xuất và ứng phó đối với hình thức thiên tai này. Thưa quý vị, như VTC 14 đã thông tin thì vào chiều tối ngày 3 tháng 5, tức hôm qua, tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, bãi rác lớn nhất thủ đô Hà Nội, đã xảy ra sự cố sạt bờ bao chứa bùn thải, khiến một lượng lớn chất thải sau xử lý nước rỉ rác bị tràn xuống đường. Sự cố xảy ra sau nhiều ngày khu vực Sóc Sơn có mưa lớn và các đơn vị liên quan đã phải thức xuyên đêm để khắc phục sự cố. Và dự kiến đến chiều tối nay, tức ngày 4 tháng 5, công tác khắc phục sự cố mới có thể hoàn thành. Hình ảnh này được người dân ghi lại cho thấy sự cố sạt bờ bao đã khiến một lượng bùn thải ồ ạt chảy tràn xuống đường nội khu và khu vực cầu cân của khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Trong báo cáo nhanh gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, sự cố sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn tại ô 1 giai đoạn 1 xảy ra vào 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5 năm 2024. Ngay sau khi tình huống xảy ra, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, Ủy ban nhân dân xã Hồng Kỳ, tổ giám sát cộng đồng và đơn vị vận hành khu xử lý là liên danh công ty 68 và công ty môi trường đô thị Sơn Tây đánh giá và thống nhất phương án khắc phục. Đồng thời, Trung tâm cũng chỉ đạo đơn vị vận hành phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng và kỹ thuật môi trường Trí Lâm huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để khắc phục sự cố. Mưa liên tục trong 3 ngày, toàn bộ cái ta luy phía bắc của ô 1, cái ô đằng sau chúng ta ở đây là chứa bùn thải do quá trình xử lý nước của công ty Trí Lâm là đơn vị độc lập và vận hành xử lý nước cho toàn bộ khu liên hợp này. Sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã huy động toàn bộ cái nhân lực, vật tư để khoanh vùng các bùn thải cũng như là dùng các cái thiết bị hút xe, các cái xe hút để hút quay lại các cái hồ chứa nước rác. Đang huy động là 4 xe hút với khối lượng bùn nó tương đối lớn và cộng thêm cái nước nó rò rỉ từ trên xuống, chúng tôi cũng đang rất cố gắng để phối hợp với đơn vị Trí Lâm, công ty Trí Lâm cùng vận hành cùng đảm bảo an toàn. Bước đầu đánh giá nguyên nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, theo khảo sát hiện trạng, bờ bao hố bùn được đắp trên nền rác thuộc ô 1. Theo thời gian, rác sụt lún dẫn đến giảm liên kết bờ bao. Khi thời tiết có mưa lớn kéo dài, làm sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn thải kích thước khoảng 1 mét hướng trục đường nội bộ của khu xử lý. Cái hố chứa bùn sau xử lý của cái trạm xử lý nước dài tại khu Lam Sơn thì là được xây dựng trên cái bề mặt là các cái ô chôn lấp rác. Vì thật ra thì cái bùn này thì nó cũng là phát sinh từ rác, từ nước rác, và sau quá trình được xử lý thì nó cũng được coi như là một thành phần của rác, thì cũng được lại đưa quay trở lại vào chôn lấp tại bãi. Thì cũng thời gian cái hố bùn nó cũng thời gian đã lâu rồi, thế nên là nền tảng cái kết cấu đáy của nó thì là cái nền tảng nó không được bền vững, thế là qua thời gian thì do cái nền của nó thì sẽ bị là rác nó phân hủy, dẫn đến cái tình trạng nó có những sụt lún rồi là nó làm mất cái liên kết của cái bờ bao. Thế đồng thời trong từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 đến nay chiều hôm qua thì có tại khu liên hiệp xử lý Nam Sơn là xảy ra cái tình trạng là mưa kéo dài liên tục, cũng lượng mưa lớn gây sạt lở bờ bao. Đến 11 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2024, công tác tổng vệ sinh tại trục đường nội bộ vẫn đang được các đơn vị vận hành xử lý. Việc tiếp nhận rác của khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn đã trở lại bình thường.
Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại hiện trường khu vực xảy ra sự cố sạt lở ô chứa bùn thải của khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Từ chiều tối ngày hôm qua cho đến trưa ngày hôm nay là mùng 4 tháng 5, thì công tác khắc phục sự cố vẫn đang diễn ra một cách hết sức khẩn trương. Và tại hiện trường thì lối vào cầu cân của khu liên hợp xử lý vẫn đang lênh láng bùn thải. Và phải dự kiến đến chiều tối ngày hôm nay thì công tác khắc phục sự cố mới có thể cơ bản xong. Đáng nói hơn là từ khi xảy ra sự cố đến nay thì công ty Trí Lâm là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý ô chứa bùn thải xảy ra sự cố vẫn chưa có mặt tại hiện trường.